Chào các bạn nhé, tôi đang chuẩn bị nổ thử cái máy chạy máy khoan đục đá chạy xăng 4 thì này để mà ra cho khách. Thì bạn đi kèm này, nó sẽ có là hai cái lêm này, hai mũi đục này, ba mũi khoan này, kèm là một buji sơ cua để ở trong này nữa. Đấy là các phụ kiện của nó. Đây, bây giờ tôi đã đổ sẵn xăng rồi. Khi mà chúng ta đổ xăng á thì các bạn phải bơm bơm xăng lên nha, xong cái lúc vú này. Đấy, chúng ta bơm xăng lên. Đấy, bơm xăng lên. Bơm xăng lên xong rồi là chúng ta giật. Bơm xăng là giật thôi. Đấy, máy rất dễ đổ, giật cái là đổ luôn. Máy tắt này nó về vị trí cũ nhá, kia là cứ thế là bạn giật nổ thôi, không cần phải không cần phải bấm cái công tắc gì cả. Rồi, nếu bạn muốn mua máy thì gọi điện thoại xuống máy ở trên màn hình nhé.